tàn linh ơi, có nhớ quê xưa chỗ ngọc đình nàng, quay gót mau về nơi cũ gì, thôi đừng gian díu kiếp phù sinh nàng. Phù sinh bá tuệ đã như mầm, thế cuộc nhất trường kháng tờ vô, dẫn thân trong nẻo hoàng đồ, chim lầm ai biết cá hồ ai hay. Số kiếp chúng sanh đọa đày, nhân sanh trả nghiệp đọa đày tháng năm. Quả phúc khôn lường dai dai trả trả, lòng mẹ thương con luôn nào phiền. Hỡi con có trí có tài, vậy dùng thân thế ra ngoài trầm luân, tánh na thì ưng luôn dục hài, minh tâm hề giải thoát mê đồ. Muốn về đến cảnh hư vô, trường tiên đạo Phật ra vô cội trời. Nay con xuống giữa thời quân hà, gặp đạo vàng ân xá kỳ ba. Kìa con ngôi vị chương tòa, sẵn dành cho trẻ khi xa tục trần. Giáng đàn diêu mẫu thăm con, đề khúc ngâm thi pháp đạo mẹ truyền, cho con vui mừng học đạo, quên hết gian truân cội tạm đời. Con nuôi giữ vững tinh thần đạo đức, cao dồi đạo hành kề gần Phật tiên. Phật tức tâm, tâm hiền tức Phật, phàm tánh do tánh xuất phi phàm. Muốn tìm cho gặp đạo vàng, non mộng nước nhược phải âm lối vào. Đàn tiên mẹ giáng thơ truyền, cho con trẻ hiểu phận mình mà tu. Diêu kỳ kim mẫu mẹ linh hồn, mẹ mừng nam nữ kim thuyền giờ nay. Thời con trẻ cũng son có nhớ chỗ diêu cung trẻ nở quên sao? Dẫu khi mạng sứ mạng
giàu dầu khi bị đọa trần lao đền buồn thì cũng nhớ diêu trì kim mẫu mẹ dặn dò con hãy ghi lòng giáo đời độ chúng lập công rồi quay trở lại hiệp cùng mẹ con dẫu thân tục mất còn giàu khó dẫu xác phàm xương khổ vui buồn nhân kiên chịu đừng quá chuông móc mòn cần quá dài tuồng nhân sanh thì phải nhớ căn lành trở lại thì phải gìn nhân nghĩa âu lo xả thân làm bác nhà đò đổ đời nào xa cam go bụi trần con có nhớ non nhân nước trí mẹ thường thường thủ thị dặn dò nguyện căn ha về cơ hồ vô di trở lại hà đồ dời chân ngàn nhưng khi con vào trần tục lụy rồi buông theo chẳng nghĩ chẳng suy vào đời mê cái hữu di lăng theo mãi mãi chẳng khi nào rời luật tiến hóa con nuôi có biết nghiệp luân hồi càng siết càng căng bánh xe luân chuyển dầm ngàn xuống lên mãi mãi con đàn tử sanh ngàn muôn kiếp lanh quanh trần cấu như kiến bò miệng chậu khôn ra nào là chúng tộc quốc gia nào con vợ đẹp cửa nhà xinh tươi nào lạc thú vui cười danh lợi nào hơn thu khi tới khi lui nào ngon ngọt nào béo bùi thập tam lấp lưng mái dùi thân con nào có biết mất còn thế sự nào có tường lành giữ nghiệp duyên dây hoang trối buộc triền miên trong dòng nhân quả dây chuyền xuống lên con hỡi con xây nền đạo hành con hỡi con tu tánh mà tu công đừng mê luyến hằng trần hồng nương đời mà biết lập công trở về sớm tránh khỏi sông mê bể khổ tầm thuyền từ mẹ đổ các con ngàn tu đi méo sửa ra tròn tu đi cho nhẹ linh hồn của con đó là giữ vẹn tròn lời mẹ tình mẫu tử cặn kẽ phân hoa để huynh giữ được chữ hòa dắt dìu nhau chốn ta mà tu công
chờ mẹ đợi, con ráng tu à nghe các con. Mẹ chỉ mong rằng linh căn Phật tử con của mẹ, trong màn ba chuyến chót này, các con tu hành đạo đức thật ngoan, thật tốt để đem về dâng cho mẹ. Mẹ thương các con, mẹ dấu yêu tất cả vạn linh sanh chúng, các con cần của mẹ. Con ơi, mẹ không muốn mất một đứa con nào, trong khi sàng sải lọc lừa tiêu hao, mẹ nhìn các con chết, mẹ nhìn các con nạn tai, mẹ nhìn các con bị bủa dây sống trần, bị lưới nghiệp ràng buộc càng ngày càng siết chặt, nên đau lòng mẹ. Mẹ phải xuống trần dặm ngàn ra đi, để mẹ tìm phương kế dụng quyền di, để mẹ cứu các con đem về với mẹ. Con ơi, con có thương mẹ không hả con? Mẹ đây là diêu trì kim màu. Mẹ linh hồn muôn tuổi chốn diêu cung, mẹ ngàn tuổi dư mẹ ở thiên đình, còn con của mẹ trăm năm đã hết, chục tuổi là đã xong rồi. Mẹ nhìn các con, mẹ nhìn các con yếu mệnh tử vong, mẹ đau lòng khi mẹ chôn vùi các con vào lòng địa mâu. Con ơi, con hỡi là con, ai thương bằng mẹ diêu trì hả con? Mẹ đau tất giả diêu trì, mẹ buồn mẹ khóc, con có rõ lòng diêu cung nào. Con mong đến hồi Hóa Long để xem thế sự quay mầm đổi thay. Hỡi con có phúc dày cao, để hầu chịu đựng những ngày đổi thay. Đất trời rung chuyển núi bay, bao nhiêu đêm tối chẳng ngày con nuôi à. Giữa cơn hỗn độn rối bời, biết đâu ma quỷ đất trời Phật tiên à. Nếu con thiếu đức vô duyên, đừng mong tồn tại ở yên cõi này. Phật tiên sát đổi hồn thai, lập đời thương đức lập ngài thu yêu à. Lọc lừa sáng sái tiêu điều, là ngày dư ít lành nhiều đó con à. Nên mẹ thương mẹ mới xuống trần, nên mẹ thương con mẹ mới dùng phương tận độ, mẹ đem con về ngày thanh đức Long Hoa à. Nghe con,
để con sống hưởng vuông tròn một đời hạnh phúc nước non dịu hiền, khỏi còn tai nạn nạn tai, khỏi còn đời đảo đảo điên rối cuồng. Con ơi hay lành giai tuồng, đổ đời nào nể vui buồn thế gian, kiên tâm bền chí bền gan, luyện phanh tâm nội minh hoàng tháng ngày. Tháng ngày bền chí với bền công, khảo thí gian lao chớ nản lòng. Việc khó cố làm nên giá bù, kiếp người sứ mạng phải cho xong. Cho xong mới trở lại ngôi xưa, trần câu dặn lòng chớ thích ương. Nghiệp quả ráng lo mau trả hết, tập lần thanh nhã muối cùng dương. Tu hành đi con dựng móng nền, cho đoàn Phật tử linh căn mẹ hồi quy. Lái lèo sẵn có nơi tay mẹ, vượt bề đổ đời rạng tuổi tên. Tuổi tên đã ngàn xưa ghi đề, Phật thánh tiên hộ về mấy ai. Nhớ chăng lời trước dạy bài, chừng nào đất đổi trời thay sẽ tường. Phật tiên thánh hồng trần chuyên kiếp độ nhân loài, qua nhịp trầm luân. Rồi ai ai đó nguyên nhân, ai là tiên Phật thánh thần hỡi con. Có phải chăng giữ tròn phẩm hành, đạo luân thường đẹp cảnh gia phong ngàn. Dình câu tư đức tam tùng, đó là thanh nữ lạc hồng nam mang về. Nghĩa cúc dục ân thâm mang nặng, nở áo cơm dành sẵn cao dày. Gánh gồng gai cũng như trai, liều thân của quốc nền dài nữ thần. Sanh cõi tục nhưng tâm thoát tục, lạc chở đời không chút luyến đời. Thuyền từ bể quảng dòng khơi, tu tâm luyện tánh về nơi đảo bồng. Cõi phiền não trổ bông cực lạc, nguồn thất tình Bồ Tát hiện thân. Không tư dục chẳng tham sân, liên đài chứng quả kề gần lối âm về. Phật tiên thánh cũng phàm như trẻ, cũng linh hồn nhục thể in nhau àng. Có gì đâu tìm đâu trẻ,
cho lội tà mê cơ cầu rũ ràng. Đạo lý vốn là đèn đêm tối, đức nhân là nguồn cội vi nhân. Là tiên Phật, là thánh thần, là diện trị quốc an dân thái bình. Nay mẹ giáng, mẹ gửi tình mẫu tử, mượn ngọc bổ nâng đỡ các con hiền. Tinh thần con hãy kết liên sơ tam giờ tuất niên niên thi hành. Buổi hạ quân con quên đành nhiệm vụ, cảnh gian nguy cần đủ tinh thần. Mau mau kết chặt tình thân, nhịp cầu nối tiếp dạng phần nữ lúa. Con đừng vòng ngoài câu đạo lý, con đừng ham danh vị áo quyền. Đừng nghe tranh chấp thêm phiền, và đừng tật đố tài hiền rẻ chia. Từ bi dẫn con về đạo lý, bác ấy dành ngôi vị tối cao. Nhẫn khiên thêm đẹp sắc màu, tình thương cao cả phong trào gầy nên. Thuyền đại đạo trong trên sông gió, nữ giới ôi còn có đau lòng. Làm sao cô lấy chúng sanh, làm sao vớt được muôn dòng sanh linh. Mẹ nhờ con hy sinh mọi lẽ, tinh thần con chặt chẽ kết liền về. Khoan dung đức độ nữ hiền, kiên hùng cương quyết vượt thuyền ra khơi. Vớt những kẻ chơi giới vì đạo, vớt những người điên đảo vì đời. Đem về đường lối đảo trời, thực hành chánh pháp độ đời tế nhân. Năm tháng ngày lần lần mất vàng, kiếp sinh tồn định hạn bao lâm àn. Tớ kia rút ruột con tâm, có nguôi cô nhớ nhớ làm cho nên nàng. Diêu trì kim mẫu mẹ mừng con, đêm nay mẹ giảng mẹ ban pháp màu. Ráng tu cho mẹ kỳ ba, có nguôi gặp đạo ơn trên chỉ truyền. Nay con hồ phước đạo viên, chấp tay lại Phật thần tiên tu hành. Con ơi nay mẹ chỉ rành, con về đến mẹ ráng lo tu hiền. Hiền mà khôn đốn vì hiền mới đây, hung được sướng vì gây phước trước. Phước hết rồi não nuột bá ban, chớ rằng hung được nhàn an. Còn hiền khốn đốn trách than luật trời, thần minh khắp mọi nơi đều có. Sự giữ lành lớn nhỏ thấy qua, không riêng những việc làm ra, trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Ngàn quyết tu sẽ có ngày đắc quả, đúng như câu dạng sự do tâm mình. Học Phật đừng quên chữ thầm thâm,
người bền chí sẽ tầm được đầu. Lấy nhẫn nhục chịu khi khảo đạo, đem giới răng để bảo vệ lòng. Việc khó khăn và lúc gai trong, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, để cho ta đừng ép uống được mình. Trí huệ đem xem xét tận tình, thiền định lấy ra bình tâm điền. Bao nhiêu đó biết lo trao trìa, thì đường tu không ngã nữa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, đâu cần phải xả thân nhiều kiếp. Mẹ dạy con vô thường cõi tạm, còn nhớ khi chôn thế Phật luôn ngã đàm. Cõi ta bà thế giới đây con, hữu hình thì tất hoài, dạng vật chung số phận, chẳng phải riêng nhân loài. Ai cũng lo giàu nghèo chi đó, ai cũng lo thắng bại trên đời. Giàu nghèo rồi cũng thế thôi, thắng bại rồi cũng bàn. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại trên đời. Vật nối nhau rồi phải tiêu tàn, người nối với nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương cách sống, cách chết thời có nhiều loại chết trần gian. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại à, nghe con. Lòng luôn cho đời là vật hoài, nên chán không nên quay vào tâm mình. Mượn giả thân mở đạo quyền thâm, lấy kiếp giả để làm kiếp thật. Sông thác dần một lòng theo Phật, ráng lo tu cho mẹ sớm cùng chiều. Đường đạo Pháp keo sơn gắn chặt, phải anh hùng thân vật trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm, liền chừa ngay chớ để làm dây dưa. Việc đáng chừa ráng chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ngồi kẻ ở trần ai, tình cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bề, ngôi xưa vị cũ khó về ở con. Diệu trì kim mẫu mẹ truyền ban, con ngồi tu đạo ráng chi bền. Tu hành tinh tấn chăm ngoan, con ngồi đáp trả đền ân nghĩa trăng. Nợ ai một chút chớ quên, ơn ai một chút phải nên đáp đền. Ở đời nhiều chuyện vấn vương, chớ nên làm khó làm phiền cho ai.
giàu nghèo là nghiệp mỗi người, ta tạm thấy đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Ta phải sống chan hòa đoàn kết, ta phải tu giúp đỡ mọi người, cùng mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc đời đâu có bao lâu ở trẻ, sống sao chớ để người sao phiền lòng ta đặng khi còn xin tiền đó con. Con ơi, học đạo tu hành, mau mau niệm Phật chí tâm mẹ truyền. Ngày nay mẹ giáng tịnh thuyền, ráng lo tu niệm chữ tu mẹ truyền. Chữ tu có hỡi, chữ nghèo miễn sao thành Phật ngồi tòa sen mẹ mừng. Nếu ai tự nói mình là kẻ hữu dụng thì khó mà ở chùa đó đang. Ráng mà niệm Phật Nam Mô, con ơi ráng đặng tụng kinh sám hối chuyên cần. Mẹ đây giao qua độ trần, chí tâm niệm Phật ân cần trước sau. Chân như đạo Phật rất màu, tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được sống thân, nhân là cụ giấc trầm luân muôn loài. Ơn cha lành cao hơn non thai, nghĩa mẹ hiền dí tở đại dương. Một lòng hiếu kính sông đường, cả đời con cháu được nương đức này. Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghị, đừng mong con hiếu làm chi nhọc lòng. Con nuôi Phật còn hiếu mẹ hiếu cha thì ta sanh chúng phải lo hiếu đáp đền. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chắc từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, miệng non đó cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người làm thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu nghĩa trọng hơn tài, tiền tài chớ để nó xài khiến mình. Ai có của bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ say xài, không thì nhịn chịu chớ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong dạ sạch, giàu đừng quên bố đức thì ăn ngàn. Có dư cho hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no.
Được như vậy là khó công đức, sống đời đây khổ cực vì đời. Trong tâm thường được thành thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Phật phàm có thế thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Phần lớn bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chú trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chốn hồng trần như thế, hơn thua nhau kệ ở đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Con ơi học đạo tu tiên, ráng lo chữ đạo để thoát qua mạng này. Mẹ dạy con làm lành lánh dữ, ráng lo tu cho kịp hồi lóng qua. Với một lòng chí thành, cùng một gia tôn kinh, trong quên cả thân tâm, ngoài quên luôn ngoài cảnh trần. Tai chú ý lắng nghe, phát lên cầu Phật hiệu, rõ ràng từng tiếng một, không chậm cũng không mau. Giang rền khắp mười phương, biển khổ liền vượt qua, bờ bên kia liền đến. Hỡi các con tịnh độ chí bền, chuyên tâm niệm Phật tu hành, ráng lo cho mẹ đạo vàng kỳ ban. Cuộc đời mây nổi mèo trôi, mãi hợp tan tan hợp đó làng. Qua nở ban mai tôi rủi tàn, tất bật cả đời trăm thứ tàu. Ra đi cũng chỉ một áo quan, chi bằng ta niệm Phật Di Đà. Muốn cho Phật Di Đà lai viên, trong lòng đừng vang tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến mình. Mong về Phật cội phàm chớ mến, muốn lên tiên thì tách bên hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quan Âm cứ xây dần chẳng đời. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá chọn đường đi tới Tây Phương, để phủi rồi hết cảnh quan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác không còn lo trừ, tất là không khỏi sự báo quan. Dài thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cội Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cội Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành ráng trưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng.
kiếp chúng sanh vô thường cõi tạm, cõi thế gian mộng mị ở đời. Cứ nối nhau sanh thành, cứ nối nhau tiêu hủy, không phải là mới đây mà đã từ vô thủy vô chung ngàn. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị, thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một lý màu. Đen trăng khác mặt mày, vui buồn đồng tâm ý, sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ. Nào tha thiết ái ân, nào mong cầu danh vị, kẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chưa mãn ý, ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý đem về. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỳ, nhưng bệnh tật khó lìa, nhưng chết chóc khó tì. Ai cũng tôn công lao, ai cũng hào tâm trí, thần sống không giữ còn, muôn ham chẳng được phí. Định mạng của người đời xưa nay không sai gì, người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ, giải thoát kiếp vô thường. Kiếp này nguyện cội Tây Phương trước chi, Đức Di Đà thọ ký mới là ưng. Cánh sen vàng đem thay cái nhục thân, kiếp sanh tử luôn trầm không còn nương. Thân người như sắt trên đe, búa trời nhật nguyệt đánh đè ngày đêm. Qua một phút là chết thêm một phút, cứ đi lần đến lúc tắt hơi ngàn. Đâu ngày nào được nghỉ ngơi, nếu người hẹn mốt hẹn mới là lầm. Con ơi mẹ dạy tu mau, ráng lo chữ đạo dồi trao lúc này. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao làng. Thần thức nhập thai sen tình hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lao. Thế thanh tịnh thường không huyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa về. Khổ bệnh kia bởi đó mà chưa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám bắt hồn, thoát luôn chuyển khỏi đeo khổ từ. Cuộc y thật muôn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hại chúng thấy điều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyển trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt.
chữ hòa thuận kể sao cho siết tâm đồng nhau thượng thiện vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngàn. Sẵn dị ngôi rành phân thượng hà, khỏi khổ câu hoàng ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất càng. Cõi cực lạc lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn đâu. Tình tu thân kẹo kể đến tội rồi mời hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung hòa lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, răng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền. Niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo Tây phương đua nở. Chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm, con ơi mẹ dạy lý màu, học tu cho trọn để về Tây phương. Mẹ đấy con dù cho nhồi qua, tự nhủ lòng chớ già đúng nào. Càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con lời kia không chối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dày sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn đằng. Mẹ đấy con mỗi khi nguy khốn, mà vẫn vui không đúng tim gan. Là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được.
không trần là cõi mạc vui, nó không chung thủy với người nào đâu. Càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó mỹ đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ mang. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư ằng. Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian. Dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cả chiếc ngai vàng trần ai ằng. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tự sanh là việc lớn to của người. Nan tri sông chết nay mới, mau tu kẹo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyên ít người. Tâm như trong chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm mang. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kể tay chân buồn bực mỗi mê. Rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khối mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thấy bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tàn. Chỉ còn một niệm Di Đà, để nhờ Phật rước sang Hoa Liên đài. Có thật cảm Phật Ngài mới chứng niệm lơ là, Phật chứng vào đâu. Con nuôi ráng đặng quyết tâm, lo tu học đạo để về Tây Phương. Phật tiên nào có xa xăm, thiên hình dạng tượng tùng tâm biến thành. Lòng thành vào được cõi thanh, thần vào cách cảm thông hành khắp nơi. Hiểu thâm kính Phật, sợ trời viết làm không dấu tiếng lời khó khăn. Khởi tâm một mãi chi văn, mắt thần xem thấy như lần điện quang. Dạng vật vốn nhân duyên tạo cấu, các việc đều thành trụ hoại không. Thân con người như thể cái bông, huê mỹ chỉ được trong ngày bùi. Mỗi sự của người đang cầm cùi, đều đi theo
cái tuổi của người. Phật ngàn xưa cũng đã cạn lời rằng giảng sự trong đời là tam. Kẻ ngu xuẩn đất người lịch làm ai cũng đều nhìn nhận thế ư. Xưa sau thì nay cũng vẫn như vật đã tạm bao giờ cũng tạm. Giống tham ái cứ lo chăm bám lửa tử sanh ngày tháng thiêu luôn. Suốt cổ kim nhân vật quay cuồng không tìm thấy con đường vĩnh cùng. Mô hành phúc ở nơi hình hổ thất bại luôn thành tổ vẫn không. Nào mấy ai được biết tỉnh lầm cứ phí của phí công vào đây. Mẹ hằng khuyên nhủ chúng sanh tu mau kẹo trễ mơ còn cần. Tu cách kẹo tháng ngày qua hút dịp qua rồi muốn gặp khó thay. Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai. Sự tu hành phải ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là qua một kiếp. Chết già thời cũng hết một đời. Cái chết không hẹn tuổi hẹn người cho nên đợi ngày mai sẽ hối. Chuyện vợ trước không còn lượng nổi huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây sau đó ít phút giây đã chết. Đời hơi thở sắp gần khi hết mới lo tu thì việc trễ càng. Nay khá tu chớ đợi thời gian sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Thấy rõ cái xác phàm như áo lành thì mặc, rách thì phải tháo ra. Không sợ lo không có tiếc than chỉ bỏ thân tạm giả trần gian. Chớ thân tướng kim cang còn mãi, thân này mới là thân tồn tại của ta. Nó mới là chính cái thân mình, còn cái thân khi chết thì sình thui. Nó là bóng của thân chân thật, bóng thì mất nhưng thân không mất. Thế cho nên chẳng chút lo rầu. Mượn giả thân để lập đạo màu, xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là mẹ trước sau phải bỏ, để lên bờ hầu có quy hương. Bè rã tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Ráng tu trong cảnh khó tu, ráng hành vừa lúc âm u khó hành. Tu cho hết giữ ra lành, hành cho hết trượt ra thanh cuộc đời. Khổ nay chịu được vui mới, chớ buồn những lúc tình đời khổ khăn về. Ráng tu cho kiếp khỏi tàn, ráng hành để có lấp bằng sông mê.
Phật chờ nơi chốn liên quê khó khăn mấy cũng ráng tới nơi về. Mới thấy đó mài xanh tóc sầm, bỗng nhiên rồi đầu tâm sương mây. Mắt lờ tai biết là thay, da dùng mà cấp trần tài. Mỗi lần ma bệnh đến, tử thần lẻo đèo cướp thay người rồi kéo ra đi. Mũi lòng tư biệt sinh ly, vợ con thân thuộc ly mì nhỏ xa. Thân người sống thịt da tươi tốt, khi chết rồi gân cốt lạnh tanh. Bao nhiêu bà lời mồi danh cũng không rờ nắm giựt dành với ai. Dầu tiền bạc lầu đài muôn dầm, khi chết rồi cũng nắp tay không. Chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Các con ơi ráng tu và học đạo, thú biết tu thú cũng quá thành. Xấu còn biết muốn thành rồng ư, người sao không dạ ước mong siêu phàm. Mang xác thôi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đâm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cội thế gian, ăn cài uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, chan thối đời dối mị gạt mình. Nào danh nào lợi nào tình, làm mồi để nhử cho mình mắc cầu. Cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Trong lục đạo tử sanh, ba đường đau khổ xuống giới lên đài đọa bao linh hồn. Con ơi ráng niệm Phật tu mau, kỳ ba kiến chót mẹ trong mẹ chờ. Tình mẫu tử sâu như biển cả, kiếp tàn linh đài đọa trần gian về. Mẹ nhìn dòng lệ ngập tràn, biết làm sao được cứu an muôn loài. Luật tạo hóa sắp bài trị thế, cần công bình sẵn để phân minh. Nặng lòng mình biết giới mình, hỡi con có tánh linh chăng là. Tâm linh ấy mẹ già ban bố, vì ngôi xưa là chỗ tao phùng. Vì con tham luyến trần hồng, lạc lội đường lối đau lòng từ tôn. Nay cơ hội vẫn còn cu cánh, gặp dịp này con lãnh công trình. Nghe con đừng quen những thói thường tình,
núi thân dưỡng xác hồn linh nặng nề. Giáo lý đạo đem về nhân loại, đức háo sanh phúc tài vô biên. Nếu con là bậc nhân nguyên, sớm lo liệu để được yên những ngày. Dầu cực khổ chớ này chớ nề, gặp gian lao đừng trễ đừng chạy. Làm cho rạng tiên mẫu nghi, thân con mới đặng có ngày về diêu cung. Đinh dầu mẹ thương con, mẹ xuống trần gian ban con kinh điển học tu đêm ngày. Để xây dần mẹ lại lập trường, trường thi công quả kiếp kỳ long hoa. Khuyên tất cả sớm đã chiều tu niệm, khuyên cần lo kiếm điểm đạo tâm. Rủi ra một phút lỗi lầm, xa chân trai bước ngàn năm đỏ đài. Thương con mẹ gian đàn nhắc nhở, dặn dò con cho đỡ nhớ nhung. Mong sao con cái trùng phùng, mới yên lòng mẹ diêu cung phản hồi. Thương con mẹ lắm lao đao, thương con mẹ lửa dạng thao một lần. Thương con mẹ xuống dầu niên, thương con mẹ chịu triền miên khổ sầu. Thương con mẹ mới cớ cầu, thương con mẹ xuống trần hầm tìm con về. Thương con mẹ chỉ đường tu, thương con học đạo Phật tiên ráng về. Thương con mẹ giáng chiếc thuyền, kim thuyền mẹ đợi mẹ chờ tháng năm. Năm tháng qua rồi con ơi, mẹ đợi chờ xóa dịu nỗi khổ đau. Con ơi con thấy mẹ ngồi trong, mẹ ngồi bát nhã kim thuyền đợi ai hằng. Đợi con mẹ đợi hồi Tây, đợi con mẹ đợi sáu muôn năm rồi. Đợi con tỉnh giấc mộng đời, đợi con mau bước lên thuyền kỳ ba. Con ơi tan giấc nam kha, trăm năm nào có sống trăm năm bền. Phú bằng dính nhục kiếp chúng sanh, mỗi mòn xác thịt đỏ trầm hồn linh con ngàn. Linh căn xưa ở chốn thiên đình, nguyện đến cõi trần độ chúng sinh về. Thoát khỏi tai nạn sang bến giác, và đem đạo đức của toàn linh. Toàn linh đã biết đường siêu đò, gặp tam kỳ ân xá quay về mẹ cha. Giúp đời hành đạo phá mê, bỏ trần diệt tục gần kề Phật tiếng nghe con ngàn. Phật tiên bụi chót đất hồng trần, kêu gọi người đời rõ liên chân.
chớ để linh tâm vùi tục luyện, nên ngừa cám dỗ của tà ma. Tà ma thấy người đang dục vọng, đã tu hành còn mộng mỹ quyền mơ, thừa cơ khuyến dụ rủ ren, thiêu thân đành phải vì đèn lụy thân ngàn. Lụy thân vì bởi ý ta bà, vì bởi người con chấp cải ta về, chẳng biết giả chớ không chánh niệm, đành làm tôi tớ thập tam ma. Thập tam ma khuyên đừng lấp lửng, gươm huệ cầm cho vững việc trừ, tỉnh lòng hầu thấy chân như thoát trần sẵn có thuyền từ rước đưa con về. Rước đưa khách tột khỏi hồng trần, chính phẩm sen vàng đặng hóa thân. Đất Phật non tiên không hề lụy, ngàn ngày muôn kiếp được an thân. An thân cội niết bàn cực lạc, đó con chứng quả hàng Bồ Tát chân nhân tiên thần. Phép màu luyện thuốc linh đơn, cứu người cho khỏi những cơn tai nạn. Tai nạn cuộc thế chẳng xa đâu, cố gắng chiều trưa học đạo màu, chớ để ngày qua cùng tháng lại, rồi ra cũng chịu cảnh đau sầu. Đau sầu thêm đọa mạnh linh hồn, bạch ngọc không còn đến chầu cha. Tây phương không đến diện kiến Di Đà, Tây cung không đáo về chầu mẫu nghi. Lời dặn mẹ dặn con khi tu mau kẹo trễ, nhớ ghi cội cần. Từ bi cứu khổ trần mê, ban ân nhân loại chúng sanh trần. Diêu trì kim mẫu mẹ thơ truyền, tu đạo cho tròn bụi quấn bàn, có căn mới được kiếp con người mang. Phải biết mà tu cho dễ người con à, kẻo trở lại đời trong thôi qua, khó mong gặp đặng phúc ân trời. Ân trời kha giữ hộ thân, tự tu tự giác độ nhân độ sanh linh về, mới là hưởng trọn tình thương cha mẹ. Có ngôi cha chờ mẹ đời, mãi lòng ngóng trong. Đạo đức thành do một chữ hoàng, xem người người ấy cũng như ta, luận bình phải trái là nhân thế. Mà phận người tu quyết phải xa, xa nhau bởi lời qua tiếng lại, cách nhau vì khôn dại tranh đua đời, làm cho tà mỹ đuổi xua, thừa cơ chia rẽ bán mua đào đồng.
khuyên từ đây một lòng quảng đại, sắp về sau bác ái gầy nên nàng. Dầu cho thuyền đảo chân trên, đồng tâm lèo lái khỏi miền trầm luân. Mẹ khuyên nam nữ gái trai, mau tu học đạo các con nhớ lời. Hòa người là thuận lẽ trời, thế gian ổn định gió nơi chữ hoàng. Mẹ đến đàn tiên dạy các con đường cơn tài hòa trì ba giấy đầy. Tiên y phụ lấy thân phàm tục, đem đạo của mình cứu chúng sanh. Vô vi mẹ muốn con học đạo, cực lạc mẫu mong con trở về. Từ bỏ tâm phàm cùng bản ngã, tôn tử con mau kịp chiếc thuyền. Tu đã có lòng nhân chưa đủ, phải gia công kêu rủ nhân sanh. Sớm mau bỏ giữ về lành, giác người tội lỗi cho thành hiền nhân. Tu trước tập tinh thần bác ái, chậm thương người quán cải thế gian. Từ trong dục vọng giấy loạn, trở nên bình tĩnh dịu dàng thương yêu. Tu phải tập sớm chiều lập chí, tu phải gìn chung thủy lòng nhân. Đi xa rồi lại bước gần, giống chuông cảnh tình quá nhân hồi này. Đức hy sinh thường hay nhắc nhở, lòng vị tha chớ hở tâm trung. Hy sinh thân thế trần hằn, hy sinh mọi mặt cho lòng an vui. Cho nhân thế niềm vui đạo đức, cho chúng sanh thoát vực trầm kha. Thấy người mà xét đến ta, rủ nhau thoát cảnh ái hà sông mê. Sông mê bể khổ phải mau ra, trần câu đeo đây đến tuổi già. Lặng hợp bao năm trong cảnh tạm, kiến bò miệng chầu chẳng đường ra. Diêu trì kim mẫu mẹ mừng con, kinh điển mẹ truyền giáo khuyên trần. Giáo khuyên thức tỉnh lần ngôi gì, mẹ mong cõi lành con đến thiên cung. Tu đi phải học lý cho thông, vạn vật thiên nhiên cũng một dòng. Chỉ tại vô minh mà ám muội, bao giờ trở lại cõi hư không. Không có chi đâu đạo giới đời, cũng người cũng cảnh cũng trong trời nhé con. Thánh siêu phàm đọa gió tâm tục, đạo pháp làm sao nói hết lời. Lời tiên tiếng Phật khá ghi tâm,
ngọn đuốc quang minh rồi chẳng lầm. Chỉ sợ nơi người không chịu khó, gia công học hồi giới xu tâm. Tầm đâu cho mỗi sức mòn hơi, 60-70 năm cũng một đời. Chẳng gặp mối manh phăng trở lại, uổng công một kiếp đặng làm người. Ráng mà học những lời tiên thánh Phật, xiên mà tìm sự thật ở đời. Dắt mình đúng chỗ đúng nơi, kẻo mà phi uổng một đời nhân sanh. Học mà chẳng biết hành cho đúng, tu mà không tầm trúng đường đi, mù lòa điểm tôi khác gì lanh quanh trong kiếp hồ gì muôn đời. Mãi chuyển kiếp luân hồi lên xuống, tiền thối hoài nghĩ uổng biết bao. Hỡi người trí sĩ anh hào, đường đi cội thiện khi nào mới lên. Đi phải có chí bền chu đáo, để khỏi hồi khảo đạo tâm trung. Hiểu thì chớ khá thẳng dùng, một đường mà bước ngại ngùng sao nên. Nên người nên Phật thánh thần tiên, nhờ biết luyện tu đúng mối duyên. Cửa Phật sẵn chờ người trí thiện, hiểu rồi hành đúng những lời mẹ khuyên. Tu đi cho càng nổi căm hờn, tu để giảm lần sự bất nhân. Tu để huynh như ruột thịt, tu đi siết chặt mối tình thương. Tu đi cho nhẹ linh hồn, tu đi xác thể khinh an cội trần. Tu đi mẹ đợi mẹ chờ, tu đi kết quả mà về lần ngôi xưa. Tu đi cho mẹ đợi trường thiên, tu đi sớm dội hồi quy mẫu chờ. Cuộc biến chuyển tuần hoàn đã định, luật công bình điều chỉnh thế gian. Xuống lên địa ngục thiên đàng, thánh siêu phàm đỏ lẽ hằng xưa nay. Thương người giữa trần ai bao phủ, thương người cơn phong vũ gian nguy. Thương người đạo đức tu trì, thương nên mẹ khuyên nhủ hãy ghi vào lòng. Đã trút sanh trong dòng thế tục, lại gặp hồi con gặp nạn cùng tay. Hỡi ai ai xử sao tròn, khi tình cốt nhục không còn thương yêu. Kiếp nhân sanh một chiều một sớm, quả tai nạn trong kỳ khảo đạo quân ba. Con ngươi sanh chúng khổ đau, sống chết lẽ thường trong kỳ ba mạt pháp.
mẹ muốn con tu hành chân chánh, mẹ muốn con mà theo đạo pháp Phật tiên. Các con là liệt nữ anh hùng, trời Nam đất Bắc một dòng, mà Phật thánh thần tiên. Mẹ mừng cho đạo tiên thiên, mẹ mừng con, mẹ lập thân tu hành. Mẹ mong con mẹ mau mau dồi trao đạo pháp kỳ ba trở về. Muốn về cảnh Phật nhà tiên, ngôi thần vị thánh hoàng thiền tránh chừa. Nay trả nợ vì xưa dai nợ, trước chưa tu sao nhớ mà tu. Vượt ra bốn vách trần tù, mặt đời trao chát trí ngu mặt đời. Một niềm tin đạo trời cụ thế, mẹ vô gì đánh cứu các con về. Diệu cung mẹ đợi mẹ chờ, đồng nhau bỉ ngạn đáo hồi tay ở phan. Diệu điện mẹ về tạm biệt con, trì tâm tu sửa méo ra tròn, kiếm ngôn chám giá hành cho đúng mẫu từ, tương phùng chốn cõi son. Tình mẫu tử muôn năm hội ngộ, cảnh diệu trì mẹ gặp các con. Mẹ ban thanh giáo sắc son, mong con tu học ngày sau trở về. Đến đây mẹ dứt điển đồng, giả từ chúng tử mẹ về nghe con. Mẹ về giả biệt Linh Nhi, Tây phương cực lạc hồi quy diêu trì. Còn con ở lại chốn trần, con ơi hành đạo đúng lời mẹ khuyên. Mẹ về tiên cảnh bình yên, mong con lập đức thi công buổi này. Nhớ lời mẹ dạy, trước sau nghe các con. Mẹ dạy các con từng câu từng chữ, học đạo diêu trì, học đạo diêu trì mẹ dạy ngày tháng năm. Con ơi mẹ dạy Phật tiên, mau tu mà đường đạo Phật tiên trở về. Mau về, mau về với mẹ nghe các con. Về với mẹ trong kỳ Long Hoa đại hội. Mẹ về và biệt các con yêu, lao dòng
nước mắt mẫu từ mẹ thương con, mẹ thương các con trần, còn đau còn khổ nghiệp trần tháng năm. Mẹ thương cốt nhục nhiêu trình, mẹ còn nặng nở với mày con chốn trần. Mẹ đi mẹ tạm biệt con trần, mẹ về mà không an giả chút nào. Nhiều cung mẹ về, mẹ về nghe các con à, mẹ đi đây các con, mẹ đi à, con ở lại con ráng tu nghe à các con. Mẹ thương trai gái chốn trần, nhiều cung điện ngọc mẹ bước lần, mẹ về tây xe tiên hoàng mẫu mẹ về, Phật tiên thánh thần đưa mẹ hồi cung. Con ơi mẹ ứa lệ ngập tràn, thương con tai nạn, nạn tai còn dài. Thiên tai địa ách bao trùm, con ơi thế giới ngũ hồ khổ đau. Mẹ đây đứng quả địa cầu, muốn thu mẹ độ ngàn đời mẹ chở che. Đến đây mẹ dứt điển đồng, dạ con ở lại mẹ hồi diêu con.